Lập kế hoạch để xây dựng thương hiệu cho nhà hàng và quán cà phê. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với mô hình F&B, gọi là những mô hình nhà hàng và quán cà phê, thì nó đang rất phổ biến hiện nay và rất nhiều người đang khởi nghiệp startup bởi mô hình này. Vậy cái kế hoạch mà lên cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cái mô hình F&B này như thế nào? Thì ở video clip này Tân cùng các bạn sẽ điểm qua những cái ý chính cho cái việc mà lập kế hoạch làm sao cho hiệu quả và phát triển thương hiệu làm sao cho nó nổi bật để thu hút khách hàng nhiều hơn và tạo dựng cái thương hiệu trong mắt khách hàng để khách hàng có thể nhớ đến bạn, tìm tới bạn và phát triển được cái doanh số bán hàng sau này. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like cũng như subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Tân nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Nội dung chính đầu tiên đó chính là hãy là nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường ở đây bao gồm những gì? Bao gồm là phân tích đối thủ, phân tích thị trường, chân dung khách hàng, xác định đối tượng mục tiêu. Kèm với đó là về cái thương hiệu của bạn, bạn phải nhìn được cái điểm khác biệt. Bạn phải nhìn được cái giá trị thương hiệu của bạn là gì. Và tất cả những điều này, Tân đều sẽ có những cái video riêng biệt ở trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Bạn chỉ cần đăng ký kênh và bật chuông theo dõi thì sẽ có được những video này trong tương lai mà thôi. Bởi vì những điều này là những điều thực sự cần thiết. Và với mỗi điều thì chúng ta sẽ phải phân tích khác nhau. Với mỗi điều chúng ta sẽ làm những cái việc khác nhau chứ không có thể dùng chung được. Tôi có thể giả sử cho các bạn là về nhìn nhận cái bản thân của chúng ta ở trong thị trường. Thì chúng ta phải nghiên cứu hết tất cả những cái mô hình kinh doanh ở trong thị trường hiện nay. Và nó gần giống với là cái mà chúng ta đang theo đuổi. Ví dụ một quán cà phê, bạn theo cái chuỗi franchise, mô hình là thanh toán tại quầy và tự phục vụ, thì có những thương hiệu nào? Ví dụ như Coffee House, Highland, Effort, ví dụ như vậy. Thì những mô hình đó nó ra sao? Nó số lượng bao nhiêu nhân viên, hệ thống cửa hàng, chuỗi hàng như thế nào? Thì tất cả những thứ đó nó rất là rộng và rất là lớn. Và Tân không thể mà dùng một video để nói tất cả những điều này. Nên là tất cả những điều này sẽ có những video riêng biệt. Và trong mỗi video đó Tân sẽ nói tất cả những gì liên quan để các bạn có thể hiểu và tự phân tích, tự thấy được những cái điểm đó để các bạn có thể tự lên những cái chiến lược phù hợp trong tương lai bởi cách mà các bạn thu thập thông tin, check up thông tin, kiểm tra thông tin và so sánh đối chứng. Ok ha, đó đầu tiên đó chính là nghiên cứu thị trường. Thứ hai là định vị thương hiệu. Trong cái cách định vị thương hiệu này thì sẽ có 4 cái mà các bạn sẽ thường xuyên thấy ở trong cái phần mà giới thiệu về công ty. Những cái công ty mà trên website bạn thấy giới thiệu về chúng tôi hay là về tập đoàn này, về công ty này thì sẽ có 4 giá trị này. Thứ nhất là niềm tin. Thứ hai là sứ mệnh. Thứ ba là giá trị cốt lõi. Và thứ tư là tầm nhìn. Đối với nhiều người mới đi khởi nghiệp kinh doanh thì họ không hiểu là sẽ viết những cái gì bên trong cái này. Cái giá trị cốt lõi là gì? Sứ mệnh là gì? Tầm nhìn là gì? Thì có, Tân sẽ làm những video, Tân sẽ phân tích những cái này và những cái này nó sẽ như thế nào để bạn có thể đưa vào trong cái mô hình kinh doanh của bạn, bạn đưa vào cái chiến lược mà làm marketing, làm thương hiệu của bạn như thế nào. Bởi vì những cái này nó định hình bên trong tâm trí của khách hàng, định hình bên trong cái tiềm thức của khách hàng. Bởi vì Tân nói marketing là bài toán của thương hiệu, thì khi mà bạn làm thương hiệu tốt thì nhắc tới thương hiệu của bạn, họ sẽ nhớ tới điều gì? Họ sẽ nhớ tới những gì mà bạn đã làm cho họ và họ tới những cái điểm khác biệt, những cái mà bạn đang hướng tới là như thế nào. Thì cái việc này sẽ giúp cho các bạn định hình được cái mà đường hướng bạn đi theo về sau và cách mà bạn phát triển về sau ra sao. Thì bạn sẽ nắm được 4 cái thông tin về niềm tin, về sứ mệnh, về giá trị cốt lõi, về cái tầm nhìn như thế nào để bạn có thể viết ra, bạn có thể vẽ ra và bạn có thể thực hiện trong tương lai như thế. Sau đó bạn sẽ là xác định tính cách thương hiệu. Việc xác định tính cách thương hiệu này nó cũng giống như con người.
Về cái gì? Về là hình ảnh bên ngoài, về là tính cách bên trong, và về suy nghĩ khác biệt. Bạn phải định hình được cái này, thì cái mà bạn thể hiện ra với là cái người khác á, người ta sẽ thấy bạn như thế nào, thì cái thương hiệu của bạn thể hiện ra bên ngoài nó cũng như vậy. Cái đó là về màu sắc, về logo, về những cái trang trí bố cục ở trong quán đó, đó là cái bên ngoài. Cái tính cách bên trong là cái cách mà bạn phục vụ nè, cái cách mà bạn làm việc với khách hàng, cách bạn đối xử với khách hàng, cách bạn chăm sóc khách hàng như thế nào. Rồi những suy nghĩ khác biệt là gì, cái điểm độc đáo, cái điểm táo bạo, cái điểm mà khác biệt, cái điểm mà không giống ai của bạn, cái điểm mà để cho bạn nổi bật, cái điểm cho bạn gây chú ý với khách hàng là gì. Ở đó là cái cách mà các bạn xác định được cái tính cách thương hiệu. Và để cho bạn rõ hơn thì hãy bấm subscribe kênh của Tân đi và bật chuông thông báo, tại vì sắp tới Tân sẽ làm rõ những cái vấn đề này. Tại vì trong cái vấn đề này nó sẽ liên quan tới rất nhiều cái việc tâm lý của con người, tâm lý của khách hàng trong marketing. Và trong năm 2023 này Tân cũng dự định là viết một cuốn sách marketing thứ hai có tên là Tâm lý trong marketing như thế nào, và Tân sẽ phân tích ra rất là rõ tất cả những cái thứ liên quan tới tâm lý của con người trong marketing, khi họ thấy quảng cáo như thế nào, khi họ chuẩn bị mua hàng ra sao, và khi họ quay trở lại để giới thiệu khách hàng hay mua hàng tiếp theo là có những điều gì. Và khi mà bạn đưa quảng cáo tới khách hàng thì cái cảm xúc của khách hàng lúc đó và cảm xúc của bạn nó sẽ trái ngược nhau như thế nào. Rất là thú vị, cuốn sách đó Tân tin chắc nó sẽ mang lại rất là nhiều cái giá trị dành cho tất cả mọi người. Và chắc chắn khi bạn nắm được tất cả những kiến thức trong cuốn sách đó thì bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng để bạn có thể cải thiện được cái công việc làm marketing hiện tại cũng như mang lại nhiều hiệu quả hơn. Và tôi cũng hy vọng các bạn sẽ ủng hộ sự ra mắt của cuốn sách này và tạo dựng được sự thành công của cuốn sách này trong cuối năm 2023. Ok. Rồi, tiếp nữa đó chính là định hướng. Định hướng. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Cảm nhận của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Tiếp nữa là mô tả về sản phẩm và dịch vụ. Tiếp nữa là ai là người đại diện cho thương hiệu. Và vì sao? Bạn hãy đi giải quyết hết tất cả những điều này thì bạn sẽ xác định được cái tính cách thương hiệu của bạn như thế nào. Dĩ nhiên là định hướng cảm nhận của khách hàng có nghĩa là các bạn sẽ gợi ý cho họ, dẫn dắt họ để họ đưa ra những cái cảm nhận tốt về cái sản phẩm, cũng như là cho họ hiểu được cái giá trị mà sản phẩm mang lại, cái công dụng, tính năng sản phẩm và những đường hướng mà sản phẩm phát triển để phục vụ cho ai và như thế nào, thì họ sẽ có những cái comment, những cái review, những cái đánh giá thật sự thuận lợi và đúng theo chiều hướng của bạn. Mô tả về sản phẩm dịch vụ là điều thật sự cần thiết để cho khách hàng có thể hiểu họ đang sử dụng cái gì và nó có những tính năng gì và ra sao, nó được xuất xứ từ đâu và nó được làm từ gì, và cuối cùng ai là đại diện cho thương hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì việc đại diện cho thương hiệu cũng là một cái rất là quan trọng. Thường là những người trong showbiz sẽ được lựa chọn là đại diện cho thương hiệu, và những người đó nó sẽ có những cái tính cách khác nhau, nó có những cái hướng phát triển sự nghiệp khác nhau, và từ đó nó cũng giống như là việc mà cái thương hiệu đó nó sẽ đi, cái phong cách của cái nhà hàng đó sẽ đi. Ở Tân ví dụ cái đơn giản, ví dụ như bạn thấy là điện thoại Oppo của Trung Quốc có mời là ca sĩ MTP Sơn Tùng làm đại diện thương hiệu. Thì Sơn Tùng là một người trẻ trung nên nó đánh vào giới trẻ, Oppo nó chuyên đánh vào giới trẻ với những camera chụp hình quay phim rất là ok, với giá rất là hấp dẫn ha. Ở Sơn Tùng cũng là một cái người mà thành công trong âm nhạc, gọi là người ca sĩ Việt Nam đầu tiên mà được quốc tế công nhận một cách mà chính thống như vậy. Một người mà gọi là có sự bứt phá, có sự dám liều mạng, có sự dám đương đầu, có sự mà dám đổi mới.
và có cái nét riêng của anh ấy. Thì Oppo nó cũng như vậy, những cái sản phẩm nó đi nó cũng theo một cái nét riêng của nó, và nó tập trung cho cái giới trẻ, tập trung cho những người năng động, và nó tạo ra những cái sản phẩm có những tính năng mà nó phù hợp với giới trẻ và khiến cho giới trẻ có thể sẵn sàng chi tiền để sử dụng nó. Rồi, và cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là phát triển thương hiệu thông qua hình ảnh và cảm nhận. Ở đây có những điều gì để bạn lưu ý? Thứ nhất đó chính là logo. Thứ hai đó chính là bảng màu. Thứ ba đó chính là tagline. Thứ tư đó chính là kiểu chữ. Và thứ năm chính là hệ thống thiết kế. Những cái này nó sẽ đập vào trong mắt khách hàng. Và những cái liên quan tới màu sắc, liên quan tới hình ảnh, liên quan tới thiết kế, liên quan tới những cái gì đó ấn tượng thì nó sẽ lưu trữ trong cái tâm trí của chúng ta lâu hơn. Bởi vậy nên việc đầu tư vào những cái này là điều thực sự cần thiết và nó không bao giờ là lãng phí cả. Và cùng với đó là nó rất quan trọng. Ha, nên là việc mà bạn đầu tư vào logo, đầu tư vào cái việc mà thay đổi bảng màu sao cho phù hợp, những cái tagline, những cái kiểu chữ sao cho bắt mắt và nó đúng theo cái phong cách mà thương hiệu của bạn hướng tới là những điều mà thật sự cần thiết. Rồi, phần đánh giá. Phần đánh giá là phản hồi từ người tiêu dùng, là nhận xét của khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Trong bất kỳ cái kinh doanh nào, để các bạn xây dựng được thương hiệu một cách tốt nhất thì cái việc mà đánh giá của khách hàng là việc thực sự cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm và nó có tốt hay không, nó có mang giá trị của họ cho họ hay không, và nó có mang lại những cái hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của họ hay không, và phục vụ đầy đủ những cái nhu cầu của họ hay không, thì nó đều phụ thuộc vào phía khách hàng. Bởi vậy nên cái cảm nhận đánh giá khách hàng là điều thật sự mà quan trọng cho những khách hàng mới có thể tìm tới thương hiệu các bạn, cho những khách hàng quan tâm có thể ra quyết định mua hàng của các bạn, và cho những khách hàng mà đang tò mò có thể là cảm nhận sâu sắc hơn về cái sản phẩm của bạn đang mang lại là gì, và có thể dễ dàng chuyển đổi thành những khách hàng thật lớn hơn. Thì việc thu hồi, phản hồi, thu thập những cái phản hồi, những cái đánh giá, những cái review, những cái cảm nhận như vậy là điều cực kỳ cần thiết để gia tăng cái niềm tin thương hiệu, cũng như là xây dựng thương hiệu lên được tốt hơn, có cái sự ảnh hưởng cao hơn và tăng trưởng được mạnh mẽ hơn. Thì trên đây là những điều mà Tân cần check note lưu ý cho các bạn để bạn có thể là lập một cái kế hoạch xây dựng thương hiệu thành công cho cái quán cà phê hay là chuỗi nhà hàng của các bạn. Và Tân tin chắc khi bạn làm tốt được tất cả những điều này thì đó là những cái thật sự tốt, thật sự cần thiết và thật sự hiệu quả để giúp cho cái việc phát triển kinh doanh của bạn trở nên thành công hơn. Nếu giá trị video clip thấy hay và mang lại cho bạn thật sự nhiều điều bổ ích thì hãy bấm like video, cùng với đó là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video khác của Tân trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.